cái lạc nội mạc tử cung thì nó sẽ gây vô sinh như thế nào ạ? Chúng ta biết rằng là, để nói rằng là cái lạc nội mạc tử cung này có thể gây tình trạng gây vô sinh và cái cơ chế của nó như thế nào, người ta cũng không biết chắc chắn về một điều đó. Tuy nhiên là ví dụ như ở một số cái vị trí như lạc nội mạc tử cung, ví dụ như ở vòi trứng chẳng hạn, có thể gây tắc vòi trứng thì có thể để gây ra vô sinh. Và trong trường hợp như vậy thì ngoài ra thì các cái cơ chế khác người ta cũng chưa tìm rõ nguyên nhân, nhưng người ta thấy rằng là khi lạc nội mạc tử cung cũng có thể là nguyên nhân gây tình trạng hiếm muộn. Do vậy mà trong trường hợp mà ngoài cái tình trạng mà ví dụ như là lạc ở cái vòi trứng gây tắc vòi trứng chẳng hạn, hoặc là ở những vị trí khác có thể chèn ép, thì ta thấy rằng là những cái tổn thương ở cái nội mạc tử cung đấy, bởi vì cái yếu tố sinh lý của nó ban đầu, cái nội mạc tử cung nó nằm ở bên trong buồng tử cung, nhưng mà vì lý do nào đó nó lại lộn mạc ra bên ngoài những tất cả những cơ quan khác. Do vậy mà khi những cái tổn thương mà mỗi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cái niêm mạc đó nó bong ra và gây tình trạng nó chảy máu vào trong, có khi gây thành sẹo và gây tình trạng có thể ảnh hưởng tới một số các cái cơ quan sinh sản như tử cung, buồng trứng, vòi trứng. Chính điều này có thể gây tình trạng mà hiếm muộn. Do vậy mà có thể nói là ở những cái giai đoạn ban đầu có thể chúng ta chưa tìm ra được cái tình trạng lạc nội mạc tử cung, nhưng mà sau khi chúng ta thấy những cơn đau bụng kinh nhiều kèm theo những cái vấn đề mà chúng thấy là vẫn diễn ra hàng tháng, chúng ta cũng cần phải đi khám để xem là liệu chúng ta có phải lạc nội mạc tử cung hay không. Vâng.